Rồi, chào cơ khí Nam Bon, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái con máy bánh xích. Bánh xích mà nó xài qua lăng luôn nha các bạn, không xài cần nha. Cái con này đang sẽ sạc lên dần, nó hoàn chỉnh hết cũng hai phần, còn phần nữa xong. Đây cái là cái dàn chân nữa nè. 1 2 3 4 5 6 7, 7 bánh lăng nha. Còn đây, đây là cái vật qua lăng của nó xài qua lăng luôn. Này cả tiếng thế hệ mới nha. Các bạn, nó qua lăng luôn nha, qua lăng là lái bên dầu bên thay lực á, nó lái qua lăng luôn. Ở sao ở đây là cái hệ thống của thằng cần bên nè. Cái này là mình kéo lên xuống gặt nó là cái hệ chỉnh cái hệ thống bên này nè. Mà đặt cái con máy này dân ma 4W82 luôn. Dân ma này dân ma dữ luôn nha các bạn. Còn vài khâu nữa là xong rồi các bạn. Đó, dân ma này dân ma dữ luôn, dân ma W82 nè, 4 máy, 4 tỷ luôn. Đây là 2 nè. Đây là 2 nè. Có chục bô luôn nha. Có chục bô đó các bạn, chục bô đó. Cái dàn đầu nữa đây, nó có hai thớt lượt nha bạn, hai cái thớt nước vậy, là cái nước và cái nhớt nha bạn, nó lọc luôn hai cái mặt lượt luôn, giờ nó vừa quạt cho cái két nước và két nhớt luôn nha. Đây là có nghĩa là cái két cái nước nè, cái quạt gió nè, nó quạt cho cái két nước nè, thấy không? Còn két nhớt nè, quạt luôn két nhớt luôn nè. Cái này két là két chứa nhớt nè, cho nó mát nhớt các bạn. Có nghĩa chạy cho nó mát nhất, nó chạy cái độ bền nó mới giữ. Đó là để mình quay cho các bạn xem cái dàn đùi nữa nè, cái dàn đùi của nó nè. Dàn đùi của thằng bánh xích này luôn. Dàn đùi này là giá thành là khoảng 14 triệu các bạn. Có hộp số nè, 14 triệu 500 ngàn là có dàn đùi này nha. Nó xài cái dàn xích, xích này là xích 70 nha, 70 đến 80 nha các bạn. Không có nhỏ nha, nó kiểu phố điện, nó vừa đi mà chạy phá lầy luôn nha. Rồi để mình lại sau mình quay cho bạn xem cái dàn phúc sao nha. Đây cái dàn phúc sao nè, dàn này 2m2, dàn phúc này 2m2 nha, phủ bì là 2m4 nha, là có dép luôn, có hai cái dép luôn nha. Rồi nó xài luôn hai cái ben luôn, hai cái ti ben luôn, nâng hai bên luôn, nâng cái độ, nâng cái đồng á. Mà cái loại máy này sản xuất nó xài hai số luôn, hai số sới luôn nha các bạn, hai số sới luôn. Đây là một cái ben nè, đây là cái ben nè, hai ben nha. Còn cái cốt lắp này, lắp này là cốt, này là cốt số nè, cốt nhông vô cái ổ này nè. Nó dày, nó còn dày khâu nó để hoàn thành nó. Ổ này nè. Hai cốt sới là số sới luôn nha. Rồi để mình lại đây mình quay chi tiết cho bạn xem cái này nữa, mình kết thúc video nha các bạn. Đây. Ở đây thường thường nó gọi là hai cái số sới nè. Này là cái hộp số này nè, số này cái đùi này, cái này nè, ở đằng trước á, đằng trước này nè, đó trước này nè, nó truyền qua đó là vô cái vật này hai số sới nè, hai số sới nha. Đó, ở đây là một cốt nè, đây cốt nè, mình gọi là hai số sới nha. Đó rồi, vậy cho cơ khí Nam Bon xin kết thúc video này. Chúc các bạn ngày mai tốt lành nha. Mình sẽ cố gắng làm những video tiếp theo, theo dõi kênh của cơ khí Nam Bon, nhớ cho xin một chia sẻ và một like và một đăng ký nha. Cái dàn mà cái dàn máy này nếu mình đóng hoàn chỉnh là các bạn khoảng 260 triệu là được cái con máy này nha. Mình nói báo giá luôn cho các bạn xem nha, 260 triệu là có con máy này. Còn máy này là nó xài cái máy dân ma 82, cái máy cắt liên hợp đó các bạn. W82 là cắt liên hợp, đó là đấu đầu lên lên cái dàn này luôn nha, chạy là bao phát là ok luôn.
Đây là V82, là con máy này lóc đen, sơn đen nè. Đấu đầu có thằng máy cắt liên hợp đó, rồi nó lấy cái đầu này đấu lên cái dàn thời gian này. Là mà chạy bao phê bò đâm luôn, bò phá lại luôn nha. Bảo đảm các bạn là phá lại luôn, không bây giờ sẽ lúng. Ok luôn nha. Rồi vậy mà cho con hiến nó mon xin kết thúc video nha. Bye bye.